Hôm qua mới về lúc 1 giờ rưỡi chiều hả mọi người. Sáng nay xong rồi tôi đi 1 giờ rưỡi làm việc tới chiều luôn. Cô chú anh chị làm việc tới 5 giờ chiều luôn. Xong rồi sáng nay là 2 giờ rưỡi là dậy chuẩn bị đi công tác nữa nè mọi người. Giờ đi tới cuối tuần mới về cô chú anh chị. Mấy cái vali này hôm qua về Kim mệt quá, Kim vẫn còn chưa có mở ra nữa cô chú anh chị. Sáng nay Kim sẽ mở, bây giờ thì Kim cũng dậy luôn để ủi đồ cho Chi đi học cô chú. Hôm qua về hai mẹ con mệt quá ngủ từ 2 giờ chiều luôn mọi người. Chi ngủ từ lúc mà về là Chi đói bụng á, xong rồi Chi ăn một miếng xong rồi ngủ từ 2 giờ chiều đến bây giờ luôn. Tội nghiệp Tony nè, mới qua Việt Nam được có chưa được 48 tiếng nữa là bay về rồi. Rồi xong rồi về xong rồi cái lại đi công tác tiếp. Are you okay? No, that. How you feel? Tired still? Yeah. Tired in my head, not in my body. Take care. Say bye cho her then. Chị dậy luôn rồi nè ông bà cô chú ơi. Đó đi. Ba đang tính đi mà em Chị dậy rồi, xem chút nữa là không có tạm biệt Chị được rồi. Chị ok. Daddy left your picture over there on the side if you want to take your picture into school. You... Bye bye. Nice to meet you. I love you. Have a nice day. You forget to put some cream on this spot. Bye. Giờ lên giường ngủ nữa ha. This is getting smaller. Nói 3 giờ sáng hả, lên giường nằm nữa đi. It's getting smaller. Ok. Hello, good morning mọi người. Hello, xin chào buổi sáng cô chú anh chị. Sáng nay là đang chuẩn bị đêm Chi đi học nè mọi người, mà không thể nào bỏ qua cái luống hoa của mình được. Quá xinh, quá đẹp luôn. Hả Chi ha? Trời ơi, cái tulip ngàn cánh này lần đầu Kim trồng nè. Thấy mê chưa? Quá trời luôn. Bự, thấy ghê luôn, nó đẹp. Mà nó quá nặng đó mọi người, nó thòng xuống dưới đây luôn nè. Xin chào ông bà cô chú đi. Con đi học đúng rồi, giỏi. Sáng nay 8 độ hả cô chú anh chị, nhưng mà được cái là không có mưa gió gì hết, là trời đang nắng đó mọi người, cũng đỡ đi. Mà đang ở Việt Nam 30 mấy độ, cái tự nhiên giờ qua đây 8 độ bị sốc nha mọi người, sốc nha cô chú anh chị. Là cái cây bông nhà hàng xóm của Kim nè, cái này bông gì Kim không biết mà nó đẹp quá trời luôn, cái màu hoa sai lắm cô chú anh chị. Cái này nó có cái hoa nó lâu lắm, tại vì nó từng bông nó tàn, nó xong nó có nụ nó ra bông tiếp vậy đó, xài được lâu lắm. Kim thấy Kim cũng muốn mua nữa đó mọi người. Hello Chi. Sáng là trời nắng đẹp mọi người. Bây giờ vô mùa xuân rồi, những cái cây này nó ra lá hết trơn nè mọi người, ra lá xanh mướt. Hôm bữa thì nó trơ trọi cành khô hết cô chú anh chị. Công nhận đi có mấy tuần về thấy khác dễ sợ luôn á. Mà ở bên Việt Nam á, đang vui tấp nập người qua lại, qua bên đây một cái buồn thiêu liền cô chú ơi. Đường vắng tanh, tại vì người ta ra đường người ta đi xe hơi không, mình đâu có thấy ai đâu. Có hai mẹ con là đi bạo thôi. Trời ơi hoa này, cái mùa này qua hoa đào, hoa táo gì đẹp quá chừng luôn. Cái hoa đào này cô chú anh chị, bây giờ nó rụng tả tôi luôn rồi mọi người. Nó bay nè. Cái này mà gió mạnh thổi qua một cái là nó rụng hết luôn, nó sắp tàn hết trơn rồi nè. Thấy bay chưa? Đẹp không Chi? chưa vô lớp rồi cô chú anh chị. Bây giờ Kim sẽ ghé siêu thị mua ít đồ ăn mọi người, bánh mì, sữa với trái cây gì đó. Ở nhà không còn gì hết trơn cô chú anh chị. Hôm qua đi về mệt quá cho nên là chưa có đi mua nữa mọi người. Giờ chỉ ghé đi mua đỡ những cái gì hai mẹ con cần thôi, tại vì Tony cũng đi công tác rồi đó cô chú anh chị. Hoa nè, hoa nhà Kim. Bây giờ ngoài vườn hoa nhiều lắm thì không mua hoa nữa. Đây cũng có cái hoa đào này, bữa nay nó cũng đã rụng bớt nè mọi người. Cái mùa này có những cái hoa này nè đẹp lắm nè cô chú anh chị, cái màu tím này xinh ơi là xinh luôn. Cái nhà Kim cũng có nữa, giống như là một cái chùm chuông vậy đó mọi người, nó đổ xuống đây nè. Một ly cà phê. Thật ra không phải là vô để mua cà phê mọi người, mà là mắc toilet quá, vô mua một ly cà phê xong sẵn đi toilet luôn. Kim đi đến trường đón Chi Chi hả mọi người. Một ngày mới đó mà qua nhanh quá cô chú anh chị, bữa nay ấm rồi. Hồi sáng 8 độ mà bây giờ được 12 độ đó mọi người, mà trời không có mưa cũng đỡ. Nói chung là gió nhẹ nhẹ. Kim nói ấm là không phải ấm như Việt Nam đâu mọi người. Ấm nhưng mà đi ra cũng mặc một cái áo khoác dày củi hả cô chú anh chị, Kim cầm theo cái nón nữa. Tại vì cái lỗ tai của Kim ở bên này mà đi ra gió lạnh đó là nó đau lắm, cho nên là Kim lúc nào cũng đòi nón hết á. Nhưng mà ngày hôm nay không cần phải đòi nón mọi người. Đi sáng cho Chi à. Má đi mẹ qua sao. Sớm này cũng có hoa nhiều quá chừng cô chú anh chị, hoa tulip nè. Nhà này cũng có hoa quanh năm luôn đó mọi người. Mỗi mùa là có hoa khác nhau. Đi con, đi về. Cái sân cũng có cái hoa đào nữa cô chú anh chị, đẹp lắm. Ừ. Đi. Kia có hoa màu tím kia chi, the purple flower kia chi. Ô, nè. Cái bông gì nó đẹp quá chừng luôn nè. Cái hoa này nó thơm lắm mọi người. Mùa này có nhiều hoa lắm nè cô chú anh chị. Ở trong đó có cái hoa đào cô chị nhớ không? Cái hoa đào năm ngoái mình chụp hình đó. Ừ, con sóc. Xin chào bà cô chú. Xin chào các bạn cô chú. Đây là cô chú ơi. Hôm nay chị đi học về mặc cái bộ đồ Kim mua từ Việt Nam. Kim mua trừ hao rồi đó mà sao về giặt cái nó rút lên nè cô chú anh chị. Hồi hè năm ngoái thì cũng có mua 4-5 bộ luôn cô chú anh chị. Đem vào đây mặc mà chưa có gì là nó rút lên, bây giờ ngắn ngủn rồi. Bây giờ là Kim trừ hao đó, Kim mua cái bộ dài là về giặt cái quần nó cũng rút lên một khúc rồi cô chú anh chị. Nhưng mà thôi chắc mặc được cái mùa hè này đó. Đây nè, Kim về hồi sáng như con dọn dẹp xong rồi cái ba cái vali lần hồi sáng như là đã giặt mấy máy giặt đồ đó cô chú anh chị mà vẫn chưa có xong nữa. Bây giờ đang dọn cái này lỡ dở nè, rồi xong luôn. Dọn nó lỡ dở. Vẫn chưa có dọn dẹp xong nữa cô chú anh chị. Quá trời luôn nè. Thì Kim sẽ chụp hình mấy cái giỏ này nè. Cho mẹ chồng Kim chọn, mẹ chồng Kim thích cái nào thì Kim đem qua tặng mẹ cái đó. Còn mấy cái đèn này là mẹ không có thích rồi cô chú anh chị, cho nên là Kim để nhà Kim xài luôn. Mấy cái đèn này tại vì ở nhà mẹ chồng Kim á, mặc dù ba mẹ chồng Kim là người lớn tuổi thôi cô chú anh chị, nhưng mà thích xài những đồ hiện đại lắm. Những cái đồ trong nhà toàn là đồ hiện đại, nội thất hiện đại. Chứ không có giống như nhà Kim mà giống như Kim mà cái style của Kim mà cũ kỹ như vậy. Cho nên là thôi Kim để dành Kim xài luôn. Tặng mẹ cái giỏ với lại cái giỏ kia nữa. Bữa Kim có mua thêm cái giỏ kia nữa cô chú anh chị. Đẩy lên làm lại, kéo xuống. Chưa có vô hình này, con để cái tay im, nhìn lên, để lên cao rồi làm lại, để lên cao rồi kéo xuống. Rồi kéo xuống. Làm lại, để lên trên cao. Cười nữa, cười mới làm, để thấp xuống đây. Rồi làm đi, cười đi. Rồi ok.